Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng nhau lắng nghe và suy niệm lời Chúa trong ngày Chúa Nhật, lễ mền máu Thánh Chúa, năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Ông bà và anh chị em rất thân mến, để sống con người bị cuốn vào trong vòng xoáy của nhu cầu vật chất. Con người lo lắng để có được cơm no, áo ấm, và khi có rồi lại tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, ăn sung mặc sướng, mong được thỏa mãn các đam mê, tận hưởng những thú vui của trần thế. Bị cuốn vào trong vòng chảy ấy, đôi lúc con người quên đi giá trị chân thực của đời mình, đích đến của cuộc đời của mình là gì, và giá trị đời sống mai sau lớn lao như thế nào. Sự điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta lắng nghe, lắng lại lòng mình để nhận ra điều cao quý hơn cả chúng ta khát khao, hơn cả những gì chúng ta đang kiếm tìm. Trước hết, hình ảnh manna từ trời xuống trong bài đọc một hôm nay đã không còn xa lạ với người Do Thái khi xưa. Vì khi xưa, người dân lần đầu thấy bánh từ trời xuống, khi họ đang đi trong sa mạc đã thốt lên: Manna, cũng có nghĩa là cái gì đây? Cái gì đó đã trở nên của ăn hàng ngày cho dân chúng. Họ đã có bánh ăn mà không phải đói. Họ cũng đã trải qua những thử thách và nhận ra rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Đó là nguồn thực phẩm thực sự cho con người. Nguồn thức ăn đó đã được Chúa Giêsu xác nhận rõ ràng trong tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay. Nó chính là mình và máu Thánh Chúa. Quả là thế, Chúa Giêsu khẳng định chỉ khi con người ăn thịt và uống máu của Chúa thì con người mới có sự sống ở nơi chính Ngài. Sự sống đó không dừng lại ở phần xác thịt, nhưng là toàn bộ phận thân thể của con người. Sự sống đó là sự kết hợp với Chúa, sống trong Chúa. Cộng đoàn rất thân mến, có lẽ đôi khi chúng ta cũng bắt gặp câu hỏi như trong bài tin mừng hôm nay, là làm sao mà Chúa có thể cho chúng ta ăn thịt của Chúa được. Như thời giáo hội sơ khai, người ngoài Kitô giáo không thể nào hiểu được những gì mà người Kitô hữu đang làm. Nhiều người còn tung tin rằng người Kitô hữu tụ tập với nhau để giết trẻ con rồi ăn thịt và uống máu.
họ đặt tên như thế vì người tín hữu thường xuyên hợp nhau lại để cầu nguyện và hiệp thông trong thánh lễ. Có lẽ tín đồ khi xưa sẽ lại lặp lại trong đời sống hôm nay khi mà người Kitô hữu trở về sau thánh lễ với một lối sống và hành động thiếu yêu thương. Người ngoài công giáo sẽ cũng thắc mắc, phải chăng người tín hữu đã ăn thịt và uống máu ông Giê-xu nào đó để rồi trở nên bạo lực, trở nên thiếu công bằng và nhất là thiếu yêu thương mà gây ra sự chia rẽ? Điều đó sẽ không xảy ra nếu người Kitô hữu thật sự tham dự vào mình và máu Thánh Chúa. Thì như lời Thánh Agostino khi xưa, chúng ta trở nên đứng mà chúng ta lạnh nhạt. Chúng ta trở nên như Chúa Giê-xu, một con người đẹp lòng Thiên Chúa, một người thầy truyền lại những tâm huyết đã lạnh nhạt từ Chúa Cha, và cũng là một người bạn đồng hành trên hành trình dương thế. Hơn thế nữa, Chúa Giê-xu còn dùng chính máu và mình người để trở nên lương thực thật sự cho con người. Ông bà và anh chị em rất thân mến, lạnh nhạt mình thân Chúa, chúng ta cũng sẽ chỉ lạnh nhạt một tấm bẩn không men nếu chúng ta không thật sự để cho tấm bẩn đó hòa vào trong đời sống của mình. Tình yêu Chúa sẽ trở nên vô hiệu nếu người lạnh nhạt lòng bà và anh chị em chúng ta không biết lắng nghe tiếng Chúa và không đáp lại bằng một đời sống yêu thương bác ái. Và chúng ta cũng sẽ không trở nên một Kitô hữu khi chúng ta mãi sống khác với Đức Kitô. Tâm niệm như thế, chúng ta lại nhận tấm bẩn mình và máu thánh không chỉ là biểu tượng để cho những ai tin, nhưng tấm bẩn đó thực sự là mình Thánh Chúa. Mình Thánh Chúa hiện diện hộ hình trong đời sống người Kitô hữu. Gần đây đâu đó chúng ta nghe thấy những phép lạ minh chứng về máu Thánh Chúa, mình Thánh Chúa là thật. Thế nhưng mẹ giáo hội của chúng ta sẽ không xác nhận là đó thật hay không thật theo phương diện khoa học, vì thần học công giáo là khoa học về mặc khải và đức tin. Người Kitô hữu được trò chuyện với Chúa, được Chúa vén mở cho biết những điều bí nhiệm để rồi chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến nhau. Người Kitô hữu chúng ta được mời gọi khám phá ra những hiểu biết khoa học để sống mỗi ngày nên giống Chúa hơn, chứ không phải ngược lại, không phải tìm kiếm những kiến thức trống qua ở đời này cho thỏa mãn tâm trí của mình. Ước mong sao mọi người, ông bà và anh chị em chúng ta luôn được thường xuyên lãnh nhận thánh thể để trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn.